Dạ, xin chào bà cô chú anh chị và các bạn đến kênh Thương Nghiệp Miền Tây nha. Rồi, tối giờ mình nằm ở đây mình canh cái 12 cái ngục của mình. Mình cũng nhà biết hôm nay mình chưa làm gì không. Rồi đó, mình thấy gần cái chỗ mình có cái chú kia ổng thúc tết á. Cái mình lấy 12 cái ngục của mình làm theo giống ổng. Mà không biết là sẽ được nhiều ớt cho ổng không nữa. Giờ này cũng sáng rồi mình đi thăm, tại vì á mình tối giờ mình nằm đây mình canh, mình sợ lo cái lo để mình giả tiếng ớt á, để kêu ớt ồ bò cho nó bò vô, sợ bị mắc lo như này mắc lợp á, mình đặt cái ba cái lợp đó. Có gì mà ông bà cô chú anh chị bạn đi thăm 12 cái lợp với ông sư nha. Đi thăm thôi. Cô buồn ngủ quá mà cái rộng nè, đi biết cái rộng hôm nay có lấy vô đây là giờ ngủ khò khò cái nó tìm cái lo luôn chứ chắc giờ ông cậu mình lấy vô giờ chú lấy vô giờ đi bắt ớt vô gỡ ra lậu chút không có ui con ớt cái đá không kìa à. Ngoài con ớt thử cái này là người tiên làm luôn biết chắc là sẽ thành công hơn đây ớt nữa rồi. Mình thấy nó chú kia ông làm chứ theo này chặn lại xuống để nó nhảy lan này con một hả con còn này một con á vô có ếch là thấy cũng vui rồi đó con cuốc rồi luôn đi trời ơi không có ống này á quấn nặng quá để xuống đi lại đầu kia cuốn lại đi dạ. Nặng quá để đi. Để đâu kia đó là bản nhà của rồi không không ơi túm lại túm lại tới đâu kia đi oh.
nữa. Hai con luôn, hai con chà bá luôn. Đùa rồi đánh, đùa đánh. Ờ, không có bắt luôn được. Ôi, con này. Còn con nữa. Ôi, con này nó mập kìa. Nè. Con này nó mập kìa. Kìa. Rồi. Bảo. Wow. Lần đầu tiên mình làm heo mà cũng thành công như vậy. Ôi, đắng nữa kìa. Bảo muốn con luôn kìa. Ôi, ôi. Để xuống, xuống. Ai coi chừng cả bổ sức nghe chưa? Ơi, nóng vậy? Một con nha con. Này nó bự chứ mình biết nó đang đỡ hở cơ luôn vậy mình. Wow, con này là bự nhất nè. Chả không? Ép con. Mình tắm luôn à. Nó nướng. Lần đầu tiên đó, cho nên là mình cũng không có mong chờ gì sẽ thành công. Mà không nghĩ là cũng có ít chứ bộ. Chỉ cần để nó ở chứ làm gì đó. Đâu cần mọi nhân vật nào. Còn ít chứ. Ôi con rốt là con cóc hay là con nhái trời. Hết đó chứ đâu có đâu. Hết gì đâu mà nó hết rồi. Bự ăn no không? Nó bậu, ếch bậu. Ếch chưa? À để đi. Cũng là để đi. Lợp này nó bự quá, nó nặng. Nên là mình không có đặt trong hai cái ngột. Cho mấy cái nhỏ con. Kiểm tra mấy cái nhỏ rồi. Có. Một con. Hai con. Chị không có gì. Ủa này bị gắt rồi. Dạ bị gắt rồi. Bị gắt rồi.
được hai con. Hai con cũng nhỏ chứ không có bự. Mấy con ếch nhỏ nữa mình lấy ra mình bầm nó cho ếch cũng được. Bây giờ nước nó lên đó, cho nên là ớt mình kia không nữa. Ít rồi à, cái này không có, đi ngâm cái kia nữa. Nãy à, mình tính được 3-4 con ớt bự rồi, thấy đủ ăn rồi. Mình đặt với đại cái đầu mà có ớt đi ăn nè. Vậy là người ta làm, người ta làm bán này kia thì người ta sẽ có kinh nghiệm nhiều hơn. Cái này cũng bác sĩ có lại không? Còn cái này mình làm để mình kiếm ăn này kia, nhưng mà cũng có kinh nghiệm bằng người ta. Cái này không có rồi. Đó kìa. Kìa ếch kêu quá chừng luôn. Không biết là ếch nó kêu thiệt hay là người ta hút ếch nữa. Không cơn nè. Hết á. Nó ăn no quá, nó bầu quá, nó gì đó. Sợ. Ôi kiểu nó sự 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 thiếu cầm. Nó con cóc thôi, con cóc thôi, con cóc thôi. Ủa sao cóc có là gì? Bởi không có dám cả hơn. Sao? Gì? Sao? Có gì đâu. Nó nằm vô hả? Cóc đâu vô nữa. Coi coi còn hết không hết gì anh chứ. Nghe chuyện. Ủa sao bây giờ em thấy ếch rồi ta? Nghe hết nè. Rồi em lại vô. Làm tới giờ canh. Còn chắc cũng được vài trăm gram. Mà ớt bự chứ ngộ. Ớt bự. Bự rất nhỏ. Lắm sọt. Mấy ớt bự nữa. Nó còn mẹ làm nhanh. Còn mấy ớt nhỏ chắc là tầm ra nó cháo. Ngâm vô. Vô đây rồi nè. Còn cái kia nữa. Đó thì thành quả thì mình thấy cũng bồn bồn á. Thấy cũng được. À, nhảy dữ rồi. Tính tháo ra mà nhảy dữ rồi. Sao dám tháo? Áo ra coi thử ơi, được nhiều không? Chắc là không nhảy đâu. Được, cũng được chứ bộ. Bự nhỏ là không sao. Được.
Nói chung là cái này cũng lần đầu tiên mình làm á, mà được như vậy là cũng vui rồi. Mình chỉ sợ mình đặt mà sáng ra không có con nào, quá buồn nữa. Rồi đó cũng được. Vậy cũng được rồi. Còn người ta đặt chuyên nghiệp nó dính được nhiều, còn mình lần đầu tiên làm mà được như vậy là cũng vui rồi đó. Mình bán lâu không được chứ gì. Lên chiên hay là kho ăn đây? Kho sớm à? Giờ mình với cameraman sách vô mới được, tại cái này nặng lắm, nhiều nữa còn cái kia nữa. Ở thì clip tới đây thì Hương Sương xin tạm khép lại nha. Thì cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị, các bạn đã coi hết clip. Cái nhà hay hay thì cho Hương Sương một like, đừng đăng ký nha. Thì hẹn ông bà, cô chú, anh chị, các bạn clip sau. Xin chào.